Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành không kích các mục tiêu của lực lượng người quốc ở Iraq và Syria. Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing chìm sâu trong khủng hoảng khi thua lỗ kỷ lục, trong khi vẫn tiếp tục đối mặt chuỗi ngày đình công của công nhân, tác động sâu sắc đến kinh tế Mỹ và ngành hàng không toàn cầu. Mức tiêu thụ nước cho mỗi hộ gia đình, người dân tại thành phố Johannesburg, thành phố lớn nhất của Nam Phi, đang vật lộn với vấn đề thiếu nước sạch trầm trọng. Thuốc lá điện tử dùng một lần sẽ bị cấm bán tại Anh kể từ tháng 6 năm sau, nhằm ngăn ngừa thiệt hại về môi trường và bảo vệ sức khỏe của thanh thiếu niên. Chính phủ Anh cho biết thuốc lá điện tử dùng một lần rất khó tái chế và thường được chôn lấp, khiến cho pin của chúng có thể rò rỉ các chất thải độc hại như lithium và thủy ngân vào môi trường. Pin thuốc lá vứt vào rác thải sinh hoạt hàng năm cũng gây ra hàng trăm vụ cháy trong xe chở rác và tại các trung tâm xử lý rác thải. Trong năm ngoái, mỗi tuần có gần 5 triệu điếu thuốc lá điện tử dùng một lần bị vứt bừa bãi hoặc vào thùng rác công cộng. Phát biểu tại hội nghị cấp cao BRICS lần thứ 16 đang diễn ra tại Kazan, Nga, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi hành động mạnh mẽ vì hòa bình tại các điểm nóng như giải Gaza, Liban, Sudan và Ukraine. Ông Guterres nhấn mạnh cần phải ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza, trả tự do vô điều kiện tất cả các con tin, cung cấp hỗ trợ nhân đạo, chấm dứt giao tranh, khẳng định giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine-Israel là con đường không thể đảo ngược. Về xung đột ở Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh cần một nền hòa bình công bằng theo hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chính phủ cực hữu tại Hà Lan đang xem xét đệ trình Quốc hội đạo luật về các biện pháp khẩn cấp khi có khủng hoảng tị nạn. Điểm đáng chú ý là các biện pháp tái lập, kiểm soát biên giới và bãi bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễn vẫn thường được gọi là thẻ xanh. Từ Hà Lan, phóng viên Lê Hồng Quang cho biết thêm chi tiết. Biên giới đường bộ giữa Bỉ và Hà Lan từ hàng chục năm nay không còn kiểm soát, xe cộ đi lại thông thường. Mọi người chỉ biết là đã vượt biên giới khi thấy tấm biển cho biết từ đây là đất Hà Lan. Nhưng từ cuối tháng sau, Hà Lan sẽ tái lập kiểm soát biên giới giống như cách mà Đức và Đan Mạch đang áp dụng. Người không có giấy tờ hợp pháp nếu bị phát hiện trên đất Hà Lan sẽ bị giam giữ. Dự luật về các biện pháp khẩn cấp khi có khủng hoảng tị nạn mà chính phủ cực hữu Hà Lan soạn thảo dự kiến bãi bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễn vẫn dành cho người nước ngoài vào Hà Lan hợp pháp và mong muốn định cư. Còn giấy phép cư trú tạm thời hiện có thời hạn 5 năm sẽ bị rút ngắn chỉ còn 3 năm. Chính sách siết chặt nhập cư đã là nền tảng trong chiến dịch tranh cử của đảng cực hữu Hà Lan hồi tháng 11 năm ngoái. Liên minh cầm quyền thiên hữu này thực hiện cam kết, mặc dù số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Hà Lan không có gì biến động so với trước. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ biên giới Bỉ Hà Lan. Theo báo cáo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa công bố về tổng sản phẩm quốc nội GDP của các nước trên thế giới, GDP của Nga năm nay sẽ chiếm 3,55% GDP của thế giới, tính theo sức mua tương đương. Điều này có nghĩa là Nga đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của thế giới. Phóng viên Nhật Linh thông tin chi tiết. Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, xét về tỷ trọng trong GDP toàn cầu tính theo sức mua tương đương, Nga vượt Nhật Bản, xếp sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Tăng trưởng GDP của Nga năm nay được dự báo ở mức 3,6%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với ước tính vào tháng 7 vừa qua. Cũng theo dự báo này, đến năm 2029, kinh tế Nga sẽ vẫn duy trì vị trí thứ tư với khoảng cách 0,2% so với Nhật Bản và không có nguy cơ mất thứ hạng. Trước đó, tỷ trọng của Nga trong GDP toàn cầu vào năm 2024 được ước tính là 2,9%. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã lần thứ 3 trong năm nay nâng dự báo tăng trưởng GDP của Nga, tăng gần 2 điểm phần trăm so với đầu năm lên 3,2%. Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, nền kinh tế Nga đang cho thấy tính ổn định và có tốc độ tăng trưởng tốt. Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga trong tháng 9, thì tăng trưởng GDP thực tế của Nga là 3,9%. Điều này cho thấy nền kinh tế Nga có tốc độ tăng trưởng tốt hơn dự báo của chính quyền và các chuyên gia. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Liên bang Nga. Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga ngày hôm nay đã phê chuẩn Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Triều Tiên được ký tại Bình Nhưỡng ngày 19 tháng 6. Giới chức Nga cho biết hiệp ước ký kết trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xuất hiện các liên minh quân sự, xuất hiện các hệ thống tên lửa của nước ngoài trong khu vực đe dọa an ninh của Nga.
Vì vậy, hiệp ước có nhiệm vụ đóng vai trò ổn định ở Đông Bắc Á, đóng góp tích cực vào cân bằng lực lượng trong khu vực trên cơ sở an ninh không chia cắt, giảm nguy cơ tái diễn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có thể có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, đặt cơ sở xây dựng hệ thống an ninh Á-Âu mới. Phía Nga nhấn mạnh, hiệp ước không nhằm chống lại an ninh của bên thứ ba và chỉ mang tính chất phòng thủ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày hôm nay cho biết, nước này có thể xem xét cung cấp vũ khí cho Ukraine tùy thuộc vào mức độ hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra phát biểu trên sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Seoul. Phản ứng trước động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không gây ra bất kỳ thiệt hại hay tổn hại nào cho Hàn Quốc, và Seoul không nên tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Hiện cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên ở Nga. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho biết, nước này đã tấn công các mục tiêu của lực lượng người Quốc tại Iraq và Syria. Ankara cáo buộc lực lượng này là chủ mưu trong vụ tấn công nhằm vào trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ trong hôm qua, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào hơn 30 mục tiêu tại khu vực phía Bắc Iraq và Syria. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định toàn bộ các mục tiêu đều bị phá hủy và chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên không công bố thông tin chi tiết. Thông tin thêm về trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Nội vụ nước này đã gọi đây là một vụ tấn công khủng bố. Hai đối tượng tiến hành vụ tấn công, gồm một nam và một nữ, đã bị tiêu diệt. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh danh tính các hung thủ. Cho đến nay chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ việc. Kính thưa quý vị, Tập đoàn Boeing, tập đoàn hàng không số 1 thế giới, biểu tượng công nghiệp của nước Mỹ, vẫn đang tiếp tục chuỗi ngày chìm trong khủng hoảng. Ngày hôm qua, theo giờ địa phương, các công nhân Boeing đã từ chối thỏa thuận tăng lương do hãng đề xuất và tiếp tục đình công, khiến cuộc khủng hoảng của Boeing kéo dài và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó, thì những khó khăn tài chính đã khiến gã khổng lồ của ngành hàng không vũ trụ Mỹ phải cân nhắc bán một số chi nhánh hoặc công ty con để có thêm nguồn thu. Cuộc đình công tại nhà máy Boeing đã bước sang tuần thứ 6 sau khi các công nhân một lần nữa bác bỏ lời đề nghị hợp đồng mới. Kết quả bỏ phiếu cho thấy 64% công nhân không chấp nhận đề xuất tăng lương 35% trong 4 năm, trong khi đề xuất ban đầu của công đoàn yêu cầu mức tăng lương 40%. Quyết định bỏ phiếu của công đoàn nhằm thúc đẩy Boeing đưa ra các điều khoản tốt hơn. Người lao động cảm thấy bị công ty đối xử bất công trong các cuộc đàm phán trước đó, đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Các nhà lãnh đạo công đoàn cho biết họ đã sẵn sàng đàm phán với Boeing. Các thành viên đã bỏ phiếu bác bỏ đề nghị mới nhất của công ty với tỷ lệ 64%. Một lần nữa, các thành viên của chúng tôi đã đoàn kết lại với nhau. Việc từ chối thỏa thuận lần này là lần thứ hai trong cuộc bỏ phiếu chính thức sau khi 95% công nhân đã bác bỏ đề xuất trước đó vào tháng trước, dẫn đến cuộc đình công. Tôi đã bỏ phiếu không. Họ chỉ cung cấp cho chúng tôi những thứ tối thiểu, trong khi chúng tôi còn phải nuôi gia đình. Hơn 30.000 thợ máy đã ngừng làm việc tại các nhà máy Boeing ở bờ Tây nước Mỹ từ ngày 13 tháng 9, dẫn đến việc dừng sản xuất các chương trình máy bay thân rộng bao gồm 737 Max, 767 và 777, những mẫu bán chạy nhất. Trước đó, chuỗi tin xấu bắt đầu ngay từ đầu năm khi cửa của chiếc Boeing 737 Max thuộc hãng hàng không Alaska Airlines bị bung ngay sau khi cất cánh vào ngày 5 tháng 1. Lịch trình giao hàng máy bay vốn đã chậm chạp của Boeing giờ đây gần như dừng hẳn. Ước tính sự đình trệ hoạt động sản xuất tại các nhà máy khu vực bờ Tây nước Mỹ đã khiến Boeing thiệt hại gần 5 tỷ đô la và phần lớn tác động do công nhân và cổ đông Boeing gánh chịu lên đến 3,7 tỷ đô la. Trong khi trong báo cáo hàng quý vừa công bố, tập đoàn sản xuất máy bay cũng đã báo cáo khoản lỗ khổng lồ 6,2 tỷ đô la. Cổ phiếu của Boeing đã mất hơn 60% giá trị trong 5 năm qua. Công ty cũng đang đối mặt với sự giám sát từ các cơ quan quản lý và khách hàng sau các sự cố về an toàn gần đây. Trước các diễn biến tiêu cực này, Boeing mới đây thông báo sẽ giảm 10% nhân lực toàn cầu, tương đương khoảng 17.000 người trong vài tháng tới do việc kinh doanh của công ty đang gặp khó. Cuộc khủng hoảng của Boeing không chỉ là tin xấu riêng cho công ty mà còn là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Mỹ. Là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất của đất nước, Boeing đóng góp tới 79 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và tạo ra 1,6 triệu việc làm tại Mỹ. Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế thì chỉ riêng cuộc đình công cũng như việc sa thải tạm thời hoặc nghỉ việc theo tuần từ các nhà cung cấp của Boeing đã làm giảm khoảng 50.000 việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ.
Thậm chí cuộc khủng hoảng của Boeing có thể dẫn đến giá vé máy bay đắt hơn và tăng trưởng kinh tế yếu hơn ở Mỹ. Boeing là một công ty lớn với lực lượng lao động hơn 140.000 nhân viên trên toàn thế giới, tạo ra hàng chục tỷ đô la Mỹ doanh thu mỗi quý. Do đó, với nền kinh tế Mỹ, việc cắt giảm chi tiêu của công ty và các nhân viên bị sa thải sẽ gây hiệu ứng domino, ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là ở Washington. Hơn 10.000 nhà cung cấp trên toàn quốc cũng sẽ chịu tác động không nhỏ từ cuộc khủng hoảng này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo, việc đình trệ dây chuyền sản xuất của Boeing có thể có tác động đáng kể đến nền kinh tế vĩ mô. Trong khi nhu cầu yếu hơn đối với máy bay của hãng, có nghĩa là xuất khẩu ít hơn, đóng góp vào tăng trưởng GDP sẽ giảm. Trong khi ở quy mô lớn hơn, các chuyên gia lo ngại cuộc khủng hoảng của Boeing có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt máy bay phản lực thương mại tại Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Tại Mỹ, Southwest Airlines với toàn bộ đội bay là Boeing cho biết đã phải giảm số chuyến trong nửa cuối năm. United Airlines thì đang mua thêm máy bay Airbus. Tại Trung Đông, Emirates Airlines, hãng hàng không hàng đầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là một trong những khách hàng về tàu bay thân rộng lớn nhất của Boeing. Với đơn đặt hàng chưa thanh toán là 150 máy bay, Emirates đã bày tỏ sự thất vọng về việc giao hàng chậm trễ của hãng sản xuất máy bay Mỹ. Emirates đã phải triển khai chương trình tân trang trị giá 3 tỷ đô la Mỹ cho 191 máy bay để ứng phó với việc hoãn chuyến. Do sự chậm trễ kéo dài, hãng hàng không buộc phải kéo dài tuổi thọ của các máy bay phản lực hiện có, làm tăng chi phí bảo dưỡng. Các hãng hàng không châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về sự chậm trễ của Boeing. Ryanair, một trong những hãng hàng không hàng đầu châu Âu, đã hạ dự báo lưu lượng hành khách trong năm tới do tốc độ giao máy bay chậm, thậm chí yêu cầu nhà sản xuất Mỹ bồi thường. Việc các hãng hàng không thiếu máy bay để vận hành kéo theo giá vé tăng cao thời gian qua, đồng thời buộc các hãng bay tăng thời gian sử dụng những chiếc máy bay cũ. Giới chuyên gia cảnh báo, giá vé tăng sẽ chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn cho các hãng hàng không, bởi khi giá vé tăng, lượng khách hàng sẽ giảm dần. Theo dự báo, giá vé máy bay toàn cầu sẽ tăng 3-7% trong năm 2024 và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Kính thưa quý vị, cuộc khủng hoảng của Boeing thì đã bắt đầu từ những ngày đầu năm, dẫn đến một loạt các hệ lụy có thể báo trước đối với hàng không toàn cầu. Và dù vì bất kỳ nguyên nhân gì, thì việc thiếu hụt máy bay đang thực sự gây nên một cuộc khủng hoảng của ngành hàng không toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Không chỉ các hãng bay bị ảnh hưởng về tăng trưởng, mà hành khách cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp với giá vé máy bay ngày càng tăng cao bởi thiếu tàu bay do thiếu nguồn cung, trong khi lịch trình bảo dưỡng các máy bay thì dày đặc. Ít nhất 35 học sinh Chile đã bị thương trong vụ nổ chai bom xăng bên trong một trường học ở thủ đô Santiago tại nước này. Vụ nổ xảy ra trong lúc nhà trường đang chuẩn bị tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh. Bộ Y tế Chile cho biết là hiện có 11 học sinh của trường nội trú Barros Arana đang trong tình trạng nguy kịch. Những em học sinh còn lại có nhiều vết bỏng nhẹ. Được biết khi sự việc xảy ra, các em học sinh bị thương đang tụ tập ở trong phòng tắm của trường và tự chế bom xăng. Cảnh sát địa phương hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ. Trong những năm gần đây, học sinh của trường học này thường tham gia các cuộc biểu tình và đụng độ với cảnh sát để yêu cầu bổ sung nguồn lực cho giáo dục công. Với mục tiêu phá bỏ định kiến về vẻ đẹp và chủng tộc, một nhóm sinh viên và chuyên gia trẻ tại thủ đô London của Vương quốc Anh đã thiết kế ra biểu tượng cảm xúc emoji, được cho là lần đầu tiên sử dụng kiểu tóc xù afro riêng biệt của người da đen và người lai. Theo các thành viên dự án thì tóc xù afro thường được đánh giá là không chuyên nghiệp và thiếu gọn gàng. Hơn nữa, trong số hơn 4.000 emoji hiện có trên nền tảng mạng xã hội, chưa có nền tảng nào ứng dụng loại tóc này trong các biểu tượng của người da màu. Và tính tới hiện tại thì dự án đã thiết kế thành công 4 biểu tượng cảm xúc với nhiều kiểu dáng tóc phổ biến với người da màu. Và dự kiến vào năm sau, các biểu tượng cảm xúc này sẽ được gửi tới Liên đoàn Unicode, tổ chức chịu trách nhiệm cho việc kiểm soát và phát hành các emoji. Sau nhiều tháng mất điện, một số khu vực của thành phố Johannesburg, của thành phố lớn nhất Nam Phi, hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Điển hình như tại Tembia, thị trấn đông dân nhất của thành phố này, người dân phải vật lộn để tìm nước phục vụ các nhu cầu cơ bản. Khó khăn hơn khi mà thành phố còn áp đặt định mức tiêu thụ nước cho mỗi gia đình. Bà Joy Lakeka, chủ một nhà trẻ tại thị trấn Tabisa, hàng ngày phải dành phần lớn thời gian của mình để tìm kiếm nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Vòi nước tại nhà của bà tại thị trấn này nhiều ngày liền không có nước.
những người dân như bà buộc phải dùng những xô lớn để hứng nước từ xe cấp nước của thành phố. Đưa những xô nước lớn này về nhà là một thách thức không hề nhỏ với những người khá cao tuổi như bà Lakeka. Điều lo ngại là tôi có một nhà trẻ. Những đứa trẻ cần phải được vệ sinh, tắm rửa. Không có nước kể từ thứ Sáu cho đến nay. Đây là vấn đề lớn của chúng tôi. Cuộc khủng hoảng nước sạch là hậu quả của biến đổi khí hậu, khiến các hồ nước cạn kiệt. Dân số của thành phố Johannesburg của Nam Phi tăng lên nhanh chóng, nhu cầu nước tăng cao. Trong khi đó, thói quen xả nước liên tục, kể cả khi không dùng đến, khiến nguồn nước sạch bị lãng phí. Chính quyền buộc phải ngăn chặn tình trạng này. Chúng tôi thấy nước bị lãng phí trong hệ thống cung cấp nước của thành phố. Chúng tôi mất khoảng 40% lượng nước sạch riêng ở khu vực Gauteng. Lượng mưa trung bình hàng năm của Nam Phi chỉ là 495mm so với lượng mưa trung bình toàn cầu là khoảng 990mm. Tình trạng khan hiếm nước sạch có thể trầm trọng hơn. Các nhà chức trách cảnh báo sẽ siết chặt hơn các quy định sử dụng nước nếu người dân không thay đổi thói quen của mình. Một câu chuyện ở đất nước Nhật Bản hiện nay đó là biến đổi khí hậu và tình trạng già hóa dân số đang đẩy ngành nông nghiệp nước này vào nguy cơ suy giảm sản lượng gạo, đe dọa an ninh lương thực quốc gia. Và để chống lại tác động của biến đổi khí hậu thì một giải pháp mà chính phủ Nhật Bản đang theo đuổi đó là việc thúc đẩy việc lai tạo các giống lúa chịu nhiệt mà vẫn cho được chất lượng cao. Anh Naoto Ohoka, người quản lý hoạt động lai tạo lúa tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Nông nghiệp ở tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo, đang ra thăm ruộng để kiểm tra những giống lúa mà trung tâm đang phát triển. Đây là giống lúa Saino Kizuna. Một trong những đặc điểm chính của giống này là khả năng chịu nhiệt rất tốt. Saino Kizuna là một trong số hơn 1.000 giống lúa mà trung tâm đang trồng để nghiên cứu về tính thích ứng của chúng với biến đổi khí hậu. Thông qua phương pháp thụ phấn chéo, trung tâm đánh giá và lựa chọn những giống lúa có năng suất cao nhất để phát triển các giống lúa mới. Năm ngoái và năm nay, thời tiết cực kỳ nóng, nhưng ngay cả trong điều kiện như vậy, giống lúa này vẫn duy trì được chất lượng nhất định. Đây là một trong những đặc điểm nổi bật trong các sản phẩm của chúng tôi. Một đặc điểm khác là giống lúa này gạo rất ngon. Giống lúa Saino Kizuna được phát triển vào năm 2012 với mục đích cụ thể là chịu nhiệt tốt hơn. Một đặc điểm đã được công nhận rộng rãi hơn trong vài năm qua khi Nhật Bản trải qua mùa hè nóng hơn. Giống lúa này được cho là có khả năng chống chịu tốt hơn với gió bão cũng như một số loại sâu bệnh. Hiện nhu cầu về nghiên cứu phát triển các giống lúa có khả năng chống chịu nhiệt ngày càng tăng trong bối cảnh nhiệt độ dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tương lai. Nếu nhiệt độ tăng thêm 1 độ C, chúng ta sẽ thấy lượng ngũ cốc chất lượng thấp tăng mạnh. Nhiệt độ tăng thêm 1 độ thì chất lượng thấp của cây trồng cũng tăng khoảng 10%. Có lẽ mọi người nghĩ rằng nhiệt độ trung bình tăng 1 độ không nhiều, nhưng đó là một thay đổi khá lớn đối với thực vật và cây trồng. Các nhà khoa học Nhật Bản đang có kế hoạch sẽ giới thiệu trên khắp cả nước các loại giống cây trồng chịu được nhiệt độ cao hơn tới 3 độ C so với hiện nay vào những năm 2040. Nhưng đó là một quá trình dài, có thể mất tới 10 năm để phát triển một loại giống mới. Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, năng suất lúa nước này dự kiến sẽ giảm khoảng 20% vào năm 2100 do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, việc chuyển sang các giống lúa chịu nhiệt cao chính là giải pháp cấp thiết để bảo đảm an ninh lương thực trong tương lai của đất nước mặt trời mọc. Những chú lợn vui hay buồn, các nhà khoa học từ châu Âu đến từ các nước như là Đan Mạch, Đức, Thụy Sĩ, Pháp đã tìm ra thuật toán trí tuệ nhân tạo có thể trả lời cho câu hỏi này. Thuật toán được phát triển dựa trên hàng ngàn bản ghi âm tiếng kêu của lợn trong những bối cảnh khác nhau. Những tiếng kêu phát ra khi chúng chơi đùa, khi chúng bị cô lập hay lúc tranh giành ăn với nhau. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tiếng kêu ngắn thường biểu thị cho cảm xúc tích cực, tiếng kêu dài thường báo hiệu cho sự khó chịu, trong khi tiếng kêu the thé cho thấy con lợn đang bị căng thẳng như chúng bị đau hoặc bị tách khỏi đàn. Mục tiêu của các nhà khoa học là tạo ra công cụ để có thể giải mã tiếng kêu của lợn và cập nhật cho người nông dân về tình hình sức khỏe của chúng. Pháo đài Kronstadt nằm cách thành phố Saint Petersburg của Nga 30 km về phía Tây. Đây là di sản thế giới được UNESCO công nhận nên thu hút số lượng lớn du khách. Điều này cũng dẫn đến tình trạng thiếu cơ sở lưu trú cho khách du lịch. Và để giải quyết tình trạng này mà không làm ảnh hưởng đến các quy định về bảo tồn di sản, một công ty địa phương đã có ý tưởng sáng tạo, đó là hoán cải những chiếc xe buýt nhỏ thành phòng khách sạn. Các pháo đài tại thành phố cảng nhỏ Kronstadt
từng là tuyến đầu bảo vệ thành phố Saint Petersburg, giờ đây là một điểm đến du lịch nổi tiếng mà du khách không thể bỏ qua mỗi khi đến Nga. Mỗi mùa hè, hơn 15.000 du khách đã đổ đến thành phố nhỏ này. Tuy nhiên, do được công nhận là di sản thế giới, nên việc xây dựng các khách sạn mới để phục vụ du khách bị cấm. Một giải pháp mới được ra đời, đó là chuyển đổi 32 chiếc xe buýt thành các căn nhà nhỏ, nơi du khách có thể ăn, ngủ và nghỉ ngơi. Những chiếc xe buýt cũ là một giải pháp tuyệt vời. Chúng có thể đáp ứng được nhu cầu lưu trú cho du khách và có thể di chuyển đi nơi khác nếu cần. Ông Vladimir Shibaev, đồng sáng lập Magellan, một công ty đã cải tạo những chiếc xe buýt cũ thành các phòng ở, cho biết giải pháp của họ đã thu được thành công. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra thứ gì đó thú vị về mặt thiết kế nội thất, về diện mạo, cũng như đem lại cảm giác khác lạ cho du khách khi dành 2 hoặc 3 ngày nghỉ ở đây. Chính vì vậy, nhiều người rất quan tâm với loại hình lưu trú mới này. Bên ngoài mỗi chiếc xe buýt được sơn những màu sắc tươi mới nhằm lôi cuốn du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên trong, chiếc xe buýt được hoán cải thành 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một căn bếp nhỏ. Chỉ rộng 15m², nhưng căn nhà này cũng có tất cả các tiện nghi như vòi hoa sen, bình nước nóng, lò sưởi, tủ lạnh. Chiếc xe buýt đã được tháo rời nhiều bộ phận như động cơ, hệ thống khí nén. Sau đó chúng tôi đã thay đổi lại toàn bộ kiến trúc bên trong của chiếc xe đó. Trung bình, việc cải tạo mỗi chiếc xe buýt mất khoảng 1 tháng và số tiền lên tới 1 triệu rúp, khoảng 250 triệu đồng. Tường, sàn và chân nhà đều được cách nhiệt. Hệ thống điện được thay đổi để lắp ổ cắm, lắp ống cống. Cửa vẫn là cửa xe buýt ban đầu, nhưng thay vào đó là chìa khóa điện tử. Khách du lịch Nga và du lịch nước ngoài đều tỏ ra thích thú khi ở trong những chiếc xe buýt hoán cải này. Chúng tôi có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 nhà vệ sinh, 1 phòng khách nhỏ, 1 nhà bếp. Giá thuê tương đối rẻ nên tôi nghĩ thế là hợp lý với khách du lịch. Chi phí thuê thường dao động từ 2.000 rúp đến 4.500 rúp, khoảng 500.000 đến 1,1 triệu đồng với các lựa chọn chỉ đặt một phòng hay toàn bộ xe.